Theo như thông báo của ban tổ chức triển lãm sinh vật cảnh Phúc Thọ thì ngày 20 ngày hôm nay đấy thì là cái ngày cuối cùng để nhận các cái tác phẩm từ các tỉnh về. Thì nếu anh em nào xem được video này thì nhanh tay nhanh chân chuẩn bị các tác phẩm của mình để lên để trưng bày tại sinh vật cảnh Phúc Thọ các bạn nhé. Trong cái cuốn video này thì mình lại cập nhật tiếp cho các bạn những cái hình ảnh mới nhất từ sân vận động huyện Phúc Thọ, xem là có những tác phẩm nào mới xuất hiện ở đây hay không. Như các bạn đang thấy kia là những anh em đang bê những cái cây tiếp tục mang về đây để triển lãm trưng bày đây. Đấy. Đây là nỗi một sự đam mê rất là lớn. Các bạn thấy là cái hàng bên này là toàn là tùng đấy các bạn ạ. Tùng dáng trực rồi dáng long. Đấy. Bạn xem được video thì có thể đăng ký kênh YouTube nhé, chia sẻ đến cộng đồng. Đấy, một cây xanh tương đối đẹp. Đấy, lại gặp anh em ở đây. Đấy. Lại gặp anh em ở đây. Đấy, một cây xanh trực. Mã Quân Tử đẹp lắm. Cây thoát dáng. À, nhìn mặt này chụp cho hai anh em một kiểu. Được nhá. Nào nhá. À, thò hẳn cái mặt ra đấy. Đấy, đúng rồi. Chuẩn bài, ok, đẹp đấy. Một cây điền đẹp ạ. Kình bó vô đấy nhỉ. Này. Cẳng quá, chân sợ nó này. Đây các bạn. Cái tông cao này mình cũng rất là thích. Tông cao nhìn thoáng cây. Để bạn ba cây nhé. Cho ba cái dưới luôn. Cho một cây nữa anh. Cây đến năm nay anh. Cây năm nay đẹp quá anh ạ. Năm nay là không nhận ra rồi. Cây thằng đấu giá bữa triển lãm Phúc Thọ đấy. Tưới một cái nó đẹp hẳn lên. Nói thật anh nhá, mẹ để an toàn cho cây mình tốt nhất cầm thêm đôn ra đây ok nào. Trên phần mẹ đồ chơi mình mà tin vào mấy cái bàn này là vứt bỏ. Kiểm tra lại chân. Chơi cầm đôn đi cho nó an toàn. Cái mũi han của cái thằng khớp bên này cái ấy nó dính một bứt. Đôn này cao hơn. Nó lại cao hơn em ạ. Đó, lại cao hơn. Cao em cây vị trí riêng khác chứ không riêng. Phải là cây ở đây đâu. Như cây của anh Thắng ấy tí anh mang chân đôn. Đây. Đúng rồi đôn. Chứ đây nói thật với anh là ở đây nó chỉ có cái loại để các cái loại sầm sầm này thôi chứ đây mạo hiểm lắm mẹ em. Nó thật nó xuống à? Nó thiệt cây mình ấy chứ. Mày cầm số nào đây? Cứ số đây. Không. Đây số mà. Đổ thì mới biết. Nhận 3 cây đi. 3 cây phải đưa đây. 2 cây đấy số. 2 cây để. Đấy. Cây này anh cảnh quán xưa. Các miền Nam đây nào. Mai tác phẩm cổ mộc Nam Phúc đấy, cây này tâm huyết lắm. Anh cảnh anh xây dựng cây này rất là tâm huyết nhé. Và cũng rừng này đẹp, cẩm thị. Trước mình có một cây, mình cũng bán một cây. Cẩm thị này phải nước nuôi đầy đủ, không có nước cái là nó tụt răm rất khiếp luôn.
một em xíu. Đây, chủ nhân. Rất phiêu đúng không? Một em giấy của bác Khang Hy. Cái này nhà đầy đồ không gì đó. Đây là ban tổ chức đang đính tên mã số quản lý cây. Đây gì là danh gì? Anh Huyền. Hai cái giống nhau phải không? Mày xem số giống nhau không? Không. Nó ghi nhiều cái trùng lắm mày. Rồi đây đây các bạn. Đấy, những cái tác phẩm rất là nổi tiếng này các bạn. Cái này của anh Tạ Huỳnh. Đấy, Tạ Huỳnh này. Xanh mai bò. Dáng rất là đẹp. Cây cốt quý cực kỳ luôn các bạn. Này là tác giả, trước đây là chú Cường họa sĩ tạo dựng. Còn đây là một tác phẩm gạo. Đấy, gạo của bậc Thọ đấy. Những cây hàng tuyển. Ta xem cái gạo nữa bên này. Cây rất đẹp các bạn. Đấy. Cơm no áo ấm. Tác phẩm này được rất nhiều YouTuber quay. Các bạn. Ôi hôm nay ở trên mình là kê đôn đẹp quá bác nhỉ. Ừ. Vâng. Đấy tí cây bê cái dàn này đẹp đấy. Sạch sẽ nhìn chân vệ cháu vừa mới đến xong. Vâng. Vâng, đẹp. À. Mình này của nhóm câu lạc bộ nào đấy? Đúng rồi, cái cây cho bên này đây. Đấy, các bạn nhìn đầu tư các bác, cái đầu tư cái chân đôn rất là đẹp luôn, chân kề. Nhìn một người sang bên này. Xem cái chân nó khỏe không? Cơ bản cái bàn sao nó ổn à? Bạn ơi, yếu. Này anh, đây vừa bốc tem hết này, bốc ni lông mới hết. Mới keng keng keng. Đầu tư. Em sợ cái này nó chọt cho nó đôn đi. Hả? Con này sợ nó chọt được cái này không? Cái này nhẹ thôi mà. Đất của anh toàn đất Nhật thôi. Nó chẳng qua là nó cái bàn của mình là cái chỗ lấy đất của anh thôi, như thằng Duy Anh nói nó khôn nó kê thôi rồi. Có bệnh cái này mình chặn dưới chân được ngay. Nhưng mà mang cái dàn là sợ khi cô lại không ní thì chết. Anh ơi, nhưng mà nếu mà em chỉ nói với anh nhá. Đến tối nay tất cả chỗ cây này là của mai này kia, của vợ chồng em tất. Okay. Khóa cổng lại thì ai vào đây của bọn anh nào? Quan trọng gì? Đúng không? Đấy. Em cứ khóa cổng vào ai là của em. Đấy, cho con ra đầu này nhá. Vì không con này đẹp nhỉ. Anh ạ.
tức là không mang thêm một cây nữa. Rất đẹp các bạn. Con gừa, con xi đây. Bây giờ cho ra ngoài cùng nhé. Cẩn trọng nhá. Hôm nay mà hôm qua hai bố con phiên rồi. Đó là gừa chú nhỉ. Đó con là bốc thương rồi. Để cho bạn đấy. Xong hai con trầu và con này mới đẹp, chứ còn hai con trầu này vào này không bao giờ đẹp. Không phải, tức là cỡ đôn, nếu đủ đôn cơ thì mới lấy được. Ok. Không, con này cũng được rồi. Con là hai con này trầu và con không, này nó mới đẹp. Hai con này đúng chất viên là con này giữa, nhưng thôi con này cũng được rồi. Cái này nó cũng đẹp rồi, ok rồi. Tôi cho vào tí đi. Đây, ra ngoài. Rồi, okay, ok rồi. Con lá đẹp quá nhỉ. Cái lá nó có... Lá bé lắm. Nó có cái chấm bi này chú ạ. Chấm bi này. Bé lắm. Cái chấm bi này bác nhìn nhé. Đây, cái lá nào. Không trái nó lạ không? Đúng không? Rất lạ. Đây là cái chấm chấm này. Này tầm 5 nữa. Các cái mép lá đều có chấm nhé. Như toàn, tức là toàn, đây là dàn cây toàn bị ép thôi. Chưa cả cái ấy lại đi triển lãm khác, cứ liên tục cái đấy. Ok, nó sau mình tính sau ấy. Lá đẹp rồi. Đúng rồi. Chú mua cho cháu một cái. Thấy có mấy ông nói bây giờ là ông bán mũ phơn ra rồi. Không, đấy mà. Chú có bán mũ phơn không? Thử xem mũ này mũ gì. Mũ này nhập khẩu rồi. Không phải mũ cao bồi. À. Đừng sao thử sinh. Mũ này ngày ngày xưa cái thấy nhà mình mà làm đấy các chú. Mũ cháu mua đâu được? Hàng hiếm thì không mua được đâu. Mua bên nước ngoài mà, cái này bên nước ngoài, Việt Nam không có. Mũ Mỹ xịn đấy. Con này để vào đây. Hai con huyền cái mũ này. Vâng, các bác có nhận ra ai không đây ạ? Vâng, xin chào anh Tùng Kính nhá. Rồi, xin chào. Vâng, một cái vườn anh Tùng Kính mà ở trên rồi. Gác của tầng 5. Hôm nay anh ấy chuyển về triển lãm Phúc Thọ để chúng ta được tham gia triển lãm này. Đấy, một cái dàn cây quay. Đấy, xin chào các anh em yêu quê cảnh cả nước. Vâng. Đấy, hôm nay mình đi mang ít cây triển lãm của vợ chồng anh Hùng Chiếc. Ôi, anh tổ chức anh Tùng Kính ơi thì anh cũng chờ anh cắm dạ. Đi đến lúc tôi hỏi vào không không xin lỗi ai anh là mũ ra không thì anh nhớ quay lại xin lỗi anh là đúng là không để ý đang mua dưa lê thì nhưng mà tại sao dạ. Tôi hỏi là có ai bán mũ ra không thì anh giật mình anh quay lại à dạ vâng lúc đấy mới để ý đấy anh ạ vâng này ê Nhân ơi Nhân ơi chú bảo cái cây là mà cô cho hai cây bật lá vào đấy à như vậy là tất cả những cái kỷ anh mang đến bằng gỗ đây là cây của anh tất à vâng ạ ôi rồi anh kiếm giải độc đắc ở đây rồi. Để mang xe đi đúng thì chơi chứa được như thế đấy. Bàn này để cho tôi để vài cây của tôi. Vâng. Tất cả cái số kỷ. Đây, cái này để ra góc này. Vâng. Nhất xe mặt là mặt chính đây. Ừ. Hai mặt giống nhau lắm cơ. Vẫn phải có à. Một mặt chính một mặt phụ. Chắc chắn là mặt chính rồi không? Không mặt đằng này mặt sau. Ôi nhưng. À bốc lên ạ. À chỉnh thẳng. Ai chỉnh? Ơ đây đây rồi rồi. Chưa thẳng. Cho chậu ra đi. Không cho lùi lại tí nữa hơn. Lùi lại vì đằng đấy đằng sau thừa nhiều. Để mép ra ra tí, nhưng chậu thôi. Không không thừa nhiều đâu ạ. Không cho bên này mớm quá. Hai bên bằng nhau ạ. Hai bên lì như nhau mà. Đây cứ lì ừ đúng rồi. Nhau. Quên mình nhìn cái đấy. Xin lỗi. Quay tổng số anh cùng mang đúng bao nhiêu cây nhỉ? À mình mang có 10 cây thôi. Thích số người mà. Mà đúng một xe tải mang thêm không mang nữa rồi chật cứng rồi. Vâng, cứng rồi. Vâng. Đây, bây giờ anh Nhất bỏ cái kia cho cái cây kia vào kia vào bộ cây cổ luôn. Đấy. Đặt tạm đi. Đặt tạm xong cho cái này sang đây. Vâng. Cái này cho đây. Anh đang bị lút rồi, cái này đang có người rồi. Nhẹ nhưng mà chậu tàu nó nhẹ lắm. Đây à? Đâu? Đây, đặt đây.
đây bên cạnh được, đặt bên cạnh được, động được, vì nó đều nhau mà. Ôi, mặt này chưa phải mặt chính rồi, quay lại đi, mặt chính bên kia cơ. Vâng, mặt chính bên này. Ô, khênh mẹ cả cái ghế này này cho nó dễ. Ừ, đúng rồi. Khênh mẹ cái ghế này cho nó dễ. Ghế chứ không? Chắc chịu được. Được. Xoay vớt hơn đấy. Cả cái bàn loan này mày. Cái này dễ khênh hơn thật. Vâng, quay tiếp nhá. Nào. Nói đùa chứ nhiều người hơn một người chứ. Nó chưa lệch lệch rồi. Được nhau. Rồi. Đồ gắt chứ, chuyển hết rồi mà. Cô nhìn đã ưng ý chưa? Đấy. Mười mười. Gần 20 cây. Không chưa hết được. Đây chật một xe luôn. Đấy. Còn hai cái giá phải bớt lại cơ. Mình không muốn treo nó đứt đẻ rồi nó đổ cho chết. Thôi hai cái này không có đồ được, mình ăn nhau cái này. Tính rồi. Thế thì là nhất tính hết rồi nhưng mà không mang được, chật cứng. Mang thêm một cây nữa không mang được. Vì cái này xếp xếp hàng đâu. Nhưng mà trông nó có cây kia có vẻ non quá nhỉ Hùng nhỉ. Cây này non quá nhỉ. Cái này. Non quá này. Anh ơi, con này non thật rồi. Lòn quá. Vâng, đây tất cả đây, quay mặt chính nhá. À, đây. À thế à, vâng, vâng. Đi. Tức là chưa mang, chưa gì đã bảo là cứ nhận của mình rồi đấy. Tức là không, tức là bảo sang tên luôn, kiểu như thế mà. Vâng. Không. Vâng, cũng thế là không được. Cũng được. Vâng. Đấy, cây này để đây. Nhớ lại, đúng không? Vâng. Ừ. Ui dồi, kéo cẩn thận. Giả vờ tí. Không như mất chân luôn mà mất cả. Mất cái gì á? Mất được. Đúng rồi, mặt chính đi rồi. Xem mãi ông này trên bộ tiến này mới trông thấy ngoài. À, vâng, vâng. Không nhiều cây quá. Vâng. Quang thế đấy à? Dạ, nhiều lắm. Ông vừa rồi còn mang ba triển lãm lên cơ mà. Đấy. Đủ thoải mái. Phải ông này, đúng rồi. Đúng. Đúng rồi. To chứ, cây to lắm rồi. Màn hình nó khác. Đúng rồi. Ê, nhanh chậu lên, nhanh chậu lên. Chính hãn à? Ừ, chính hãn. Chưa, bên khờ chậu lên. Nhưng... chưa được. Đây. Nhưng hẳn, à, nhưng hẳn. Mấy trong yếu. Ok. Không phải trong yếu người. Không người. Ok rồi. Rồi rồi. Đang làm công an ở... nhất đây theo bố này nhá, theo bố này là thì là không sang kiểu lõm đẹp này mình hơi nghiêng tí được không, như là về cây à? Ừ, không như cả cái ấy lên xem cái, ừ, cái kiểu hơi chóng góc đi, đây là nghiêng cái này này cả chân lên. À vâng, thế thì bây giờ là xếp theo góc không, tức là hơi chéo này tí này mình đưa đủ thoải mái mà cây nó bé mà thì để nhìn nó đẹp hơn. Không kê đôn được, không nhân lên được này, không cần đâu, cứ nhân lên, nào nhân lên, nhân nhá, đấy có cái gì đâu mà, không được, đấy cho xong này, đấy, à, hay bẻ bắn thì đưa lại đi, đấy, thế này được mà, chéo nó ra mép bàn đây đây, bực vì chứ anh phải để chéo, ra mép bàn. Bàn người ta thẳng này, anh để thẳng. Thôi được, để cháu đây rồi. Đây, để chỉnh cho nó đẹp hơn. Đúng không? Cháu nó đẹp hơn. Đấy, thế này này, vùng góc. Xe bàn thì nó lại xấu, nó hở khe. Chắc chắc chưa? Hả? Rồi, đây là còn đằng này còn 3 4 cây nữa tôi sẽ đi hút. Ấy cháu này. Đúng không? Hơi cháu thì nó đẹp hơn. Bạn ơi.
chú cho cháu vài cái cảm nhận ăn đây thì triển lãm họ lần thứ tư. Nói chung là theo mình đến là nhận định cái triển lãm Phúc Thọ này là rất quy mô và hoành tráng. Các cái cuộc triển lãm khác thì theo mình nghĩ là cũng lên học hỏi các cái cuộc triển lãm như sân chơi lớn này, thì cái học hỏi thì không bao giờ thừa, đúng không? Đấy, thì càng đi nhiều thì mới lại càng biết nhiều được, đúng không? Đấy, theo mình là như thế. Còn các cái sân chơi lớn này thì theo mình là lên mọi người cứ lên đi tham quan đấy, học hỏi nhiều cái, hoặc là cách làm cây, hoặc là các cái trưng bày, hoặc là bố trí cái khu để trưng bày ấy, các người tổ chức ấy. Đấy, theo mình là như thế, thì lên đi để mà biết nhiều. Đấy. Rồi, chúng ta cân chỉnh lại là thật đẹp. Không như này nhá, vì chú bảo rồi. Thì cây thì mình là toàn thực tự nó cũng bảo nói mình là cây giá trị cao đấy, điều mà nắng lên tới 37-38 độ cháy hết cháy đấy. Đợt trước nó đi Bắc Kinh đã không đủ rồi, nó cháy lên rồi nó bị lùi lại. Có rồi rất đẹp ạ. Đấy, đóng từ cái kệ hết này, mới hết vừa bóc rồi cái lồng rất tuyệt. Hùng ơi, vâng cảm ơn chú. Cũng chiếc mà. Vâng. Công kính. 0915 306 599. Của chú tổng 10 tay. Công kính có phải đầy Bắc Linh ở đấy không hay thôi? Chú Quýnh có biết rồi nhỉ? Biệt danh rồi. Biệt danh người biết rồi. Biệt danh như cồn. Người biệt danh cũng nhiều chiếc thì không cần phải có chữ Lan Anh. Đấy, vừa hôm qua cũng phải đây, vừa hôm qua cũng này. Đi đây cũng hóa đơn nhận cây đây. Qua đi mấy lời nhưng mà thôi chứ. Cuộc chơi mà trò chơi nó thế mà phải tâm huyết và phải nhiệt tình. Sáng sang sạch. Nó lâu lắm. Để giật cái xương để cứ giật như này lên nó không phải đơn giản. Quá đẳng cấp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you cả nhà nhé. Thật đấy, tác phẩm rất là đẹp. Đục cái trường đục lên. Làm lối làm được chưa? Tuấn bonsai. Bonsai Channel ạ. Hẹn gặp lại các bạn 22 nhé. Hẹn gặp lại.